Trong suốt lịch sử, mỗi khi nhắc đến Tùy Dạng Đế, hình ảnh của một vị bạo chúa khát máu, tàn ác lập tức hiện lên. Ông là hoàng đế cuối cùng của nhà Tùy, và lịch sử ghi nhận ông với hàng loạt những tội ác tày đình. Từ việc xoán ngôi thái tử của anh trai, giết chết cha mình, chiếm lấy ngai vàng, đến việc cưỡng đoạt ái thiếp của cha. Tuy nhiên, các tư liệu lịch sử gần đây đã làm sáng tỏ sự oan khuất của ông, trả lại sự công bằng cho vị hoàng đế này. Năm 604, còn được biết đến với tên gọi năm thứ tư của nhân thọ. Đây cũng là năm đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Dương Quảng. Vào ngày 13 tháng 7 âm lịch, Tùy Văn Đế Dương Kiên, cha của Dương Quảng, băng hà tại Điện Nhân Thọ Cung, hưởng thọ 64 tuổi, truyền ngôi hoàng đế Đại Tùy cho Dương Quảng. Khi đó, Dương Quảng tròn 36 tuổi, đánh dấu thành quả của chục năm phấn đấu và bắt đầu của một kỷ nguyên hoàng kim mới khi ông chính thức lên ngôi hoàng đế. Cái chết của Tùy Văn Đế Dương Kiên đã nổ ra hàng loạt nghi vấn. Người ta suy đoán và dị nghị rằng Dương Quảng đã giết chết phụ vương của mình để nhanh chóng được nhường ngôi lên làm hoàng đế. Người ta tin rằng Tùy Văn Đế không phải do tuổi tác hay sức khỏe yếu, mà thực sự là kết quả của một âm mưu chính trị, một cuộc đảo chính cung đình âm thầm mà ít người biết đến. Đáng chú ý, Thái tử Dương Quảng, nay là Tùy Dạng Đế, được cho là người đứng sau cuộc đảo chính này. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng tại sao Dương Quảng lại quyết định như vậy, bởi khi đó cha ông đã già yếu và sức khỏe đang đi xuống. Việc được thừa kế ngai vàng là điều không phải bàn cãi. Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra nhằm giải thích hành động tàn nhẫn này của Dương Quảng. Trong số đó, giả thuyết được cho là có sức thuyết phục nhất liên quan đến một người phụ nữ. Câu chuyện này bắt nguồn từ sau cái chết của Độc Cô Hoàng hậu, người vợ đầy quyền lực của Tùy Văn Đế, khi ông bắt đầu quan tâm đặc biệt tới một số phi tần họ Trần. Bà Trần, con gái của Trần Tuyên Đế, một vương triều bị nhà Tùy đánh bại và tiêu diệt, sau đó được đưa vào hậu cung. Dù bà Trần vô cùng xinh đẹp và thông minh, khiến cho Dương Kiên mê đắm, nhưng trước khi Độc Cô Hoàng hậu qua đời, vì sợ vợ, ông không dám công khai mối quan hệ với bất cứ phi tần nào khác. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi chỉ sau khi Độc Cô Hoàng hậu mất. Trần Thị, từ một phi tần không mấy nổi bật, đã được phong làm quý nhân và giao trách nhiệm quản lý công việc hàng ngày của Lục Cung. Ngoài ra, còn được ở gần Dương Kiên hàng ngày. Khi mà tình hình sức khỏe của Dương Kiên trở nên xấu đi, một số quan chức cấp cao bao gồm Thượng Thư Tả Bốc Xạ Dương Tố, Binh Bộ Thượng Thư Liễu Thuật và Hoàng Môn Thị Lang Nguyên Nham ngay lập tức được triệu tập vào cung Nhân Thọ để thành lập một nội các tạm thời. Trong thời gian Dương Kiên không thể chủ trì các buổi thiết triều, đồng thời Thái tử Dương Quảng cũng được mệnh lệnh vào điện Bảo Đại để phục vụ Dương Kiên mỗi ngày. Nhận thức được tình hình sức khỏe không mấy khả quan của Dương Kiên, Thái tử mưu trí này bắt đầu chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Dương Quảng đã viết một bức thư gửi đến Thượng Thư Tả Bốc Xạ Dương Tố để báo cáo về tình hình của các quan lại và triều đình, đồng thời chỉ đạo ông phải chuẩn bị kế hoạch để đảm bảo an ninh của triều đình trong mọi trường hợp hoàng đế qua đời. Dương Tố tuân theo chỉ thị, đã soạn một bức thư mật trả lời. Tuy nhiên, do một sự nhầm lẫn không rõ ràng của người đưa thư trong cung, bức thư này lại được chuyển nhầm tới Hoàng đế Dương Kiên. Khi đọc được nội dung, Dương Kiên đã vô cùng tức giận. Trong khi bản thân vẫn đang nằm trên giường bệnh với tình trạng sống chết không rõ ràng, việc Thái tử và Tể tướng đã âm thầm sắp xếp các vấn đề của triều đình làm ông cảm thấy như đang đối mặt với một âm mưu phản bội. Trong lúc Dương Kiên đang nổi cơn giận, Trần Quý Nhân, người được Dương Kiên yêu thương nhất,
bước vào với vẻ mặt lo lắng và bối rối. Khi được Dương Kiên hỏi về nguyên nhân, Trần Thị không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc. Thái tử đã xúc thiếp. Lời nói này càng làm cho Dương Kiên tức giận, nhất là đang có lòng nghi ngờ Dương Quảng mưu phản. Ông trừng mắt hỏi Trần Quý Nhân về sự việc đã xảy ra. Trần Thị trong nước mắt đã kể lại rằng sáng nay khi đang đi trên đường bất ngờ gặp Thái tử Dương Quảng. Dương Quảng đã không hề giữ lễ nghi, có những hành động và lời nói khiếm nhã với nàng. Trần Thị cho biết mình đã phải cố gắng hết sức để thoát khỏi Dương Quảng và chạy đến đây. Việc này như sét đánh ngang tai Dương Kiên. Ông không thể tin rằng người con trai được biết đến với tính cách hiền lành, khiêm tốn lại có hành động như vậy. Dù đang nằm trên giường bệnh, Dương Kiên vẫn dùng hết sức mình để đập tay xuống giường, tức giận mắng: làm sao một kẻ như vậy có thể được giao phó trọng trách quốc gia? Sau đó, Dương Kiên cho gọi Liễu Thuật và Nguyên Nham đến rồi nói: khi Liễu Thuật và các quan vụ khác tưởng rằng ý của Hoàng thượng là cho gọi Thái tử Dương Quảng, nhưng Dương Kiên lại nói thêm: hãy gọi Dương Dũng. Sự chuyển hướng đột ngột này khiến Liễu Thuật và Nguyên Nham nhận ra điều gì đó quan trọng và họ nhanh chóng soạn thảo chiếu thư để mời Hoàng tử Dương Dũng. Tin tức về sự việc này nhanh chóng được Dương Tố thông báo cho Dương Quảng. Dương Quảng trong tình huống cấp bách đã quyết định sử dụng một chỉ thị giả mạo của Hoàng đế để ra lệnh bắt giữ Liễu Thuật và Nguyên Nham, đồng thời giam họ vào ngục. Sau đó đã huy động lực lượng binh sĩ từ Đông Cung của mình để kiểm soát hoàn toàn Cung Nhân Thọ, nơi Dương Kiên đang sinh sống. Tiếp theo, Dương Quảng ra lệnh cho quân lính của mình xâm nhập vào nơi riêng tư của Hoàng đế, đẩy tất cả các cung nữ ra khỏi đó và giam giữ họ ở một cung điện khác. Chính trong ngày này, tin tức về việc Tùy Văn Đế Dương Kiên qua đời bắt đầu lan truyền từ Cung Nhân Thọ. Các hành động bất thường của Thái tử Dương Quảng ngay trước khi Hoàng đế qua đời đã khiến cho cái chết của Tùy Văn Đế Dương Kiên trở thành chủ đề được mọi người trong và ngoài Hoàng cung bàn tán. Trần Quý Nhân cùng các phi tần khác sau khi bị giam cầm ở một cung điện khác nghe tin về sự ra đi của Tùy Văn Đế cảm thấy vô cùng lo lắng và bất an. Họ tin rằng việc bị đẩy ra khỏi cung Hoàng đế, tiếp theo là cái chết bất ngờ của ông, là dấu hiệu cho thấy tương lai của họ sẽ không mấy sáng sủa. Trong chiều hôm đó, một sứ giả của Thái tử Dương Quảng đã đến gặp Trần Thị, mang theo một chiếc hộp vàng, nói rằng đây là món quà của Thái tử dành cho quý nhân. Chiếc hộp có kèm theo một mảnh giấy với những dòng chữ do chính Thái tử viết. Trần Thị ban đầu cảm thấy sợ hãi, nghĩ rằng bên trong có chứa độc dược, do đó không dám mở ra. Sau sự thúc giục của sứ giả, cô mở chiếc hộp với cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, thay vì thuốc độc, bên trong chiếc hộp là những đồng tâm kết được làm từ gấm vô cùng tinh xảo. Các cung nữ xung quanh Trần Thị ngạc nhiên và mừng rỡ, cho rằng điều này có ý nghĩa là họ thoát được khỏi nguy hiểm, có thể tránh khỏi cái chết. Ngược lại thì Trần Thị cảm thấy không hề vui mừng, quay lưng đi với ý định bỏ lại món quà của Thái tử. Sau nhiều lời nài nỉ của các cung nữ, cuối cùng Trần Thị cũng miễn cưỡng thực hiện một nghi lễ cảm ơn mang tính biểu tượng. Và vào buổi tối hôm đó, với vẻ mặt của kẻ chiến thắng, Thái tử Dương Quảng đã tiến vào phòng của Trần Quý Nhân. Kết cục, anh ta đã chiếm đoạt được người thiếp của cha mình vừa qua đời. Điều này đã làm dấy lên quan điểm rằng chính Trần Quý Nhân có thể đã trở thành nguyên nhân khiến Dương Quảng hành động giết cha gây tranh cãi. Câu chuyện này đã được ghi lại nhiều lần trong các sử sách và truyền miệng rộng rãi trong dân gian, khiến cho hình ảnh của Tùy Dạng Đế Dương Quảng trở nên xấu xí, được mô tả như một bạo chúa, người sau khi giết cha soán ngôi còn chiếm đoạt cả mẹ kế,
được xem như một hành động đê tiện không khác gì loài cầm thú. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng sử sách, có thể thấy rằng những câu chuyện như vậy chủ yếu là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú đến từ dân gian. Bỏ qua những chi tiết ám chỉ trong câu chuyện trên, Tùy Thư ghi chép lại quá trình sự việc và cái chết của Tùy Văn Đế Dương Kiên như sau. Ngày 27 tháng Giêng, Dương Kiên trở về cung Nhân Thọ. Ngày 28 tháng Giêng, Dương Kiên ban hành chỉ dụ giao phó mọi công việc liên quan đến tài chính, thưởng phạt và các việc nhỏ khác cho Thái tử Dương Quảng quản lý toàn quyền. Vào tháng 4, Dương Kiên cảm nhận sức khỏe bắt đầu suy giảm. Tháng 6, triều đình công bố lệnh đại xá. Ngày 10 tháng 7, bệnh tình của Dương Kiên trở nên nghiêm trọng. Ông vội vàng triệu tập các quan lại văn võ. Trong những giây phút cuối cùng, Dương Kiên đã nắm chặt tay của các cận thần, nói lời từ biệt, tạo nên một khung cảnh đầy xúc động, khiến nhiều quan lại không kìm được nước mắt. Ngày 13 tháng 7, Dương Kiên qua đời. Dựa trên những ghi chép này từ Tùy Thư, có thể khẳng định rằng Tùy Văn Đế Dương Kiên đã qua đời một cách tự nhiên và trong sự bình an. Việc giao phó trọng trách quốc gia cho Thái tử Dương Quảng không khiến cho vị hoàng đế này cảm thấy hối tiếc. Ngược lại, ông hoàn toàn yên tâm và tin tưởng. Thậm chí, người ta còn có thể hình dung được cảnh tượng Dương Kiên trong những giây phút lâm chung khi ông nắm tay các quan lại văn võ và nhắn nhủ: "Hãy hỗ trợ Thái tử, đừng phụ lòng tin của ta." Trong Tùy Thư, đặc biệt là phần Hà Trù Truyện, có đoạn ghi chép về một cuộc đối thoại giữa Tùy Văn Đế Dương Kiên và Hà Trù, một vị đại thần thân cận, mà từ đó có thể suy luận rằng Dương Kiên không hề nuối tiếc khi quyết định truyền ngôi cho Dương Quảng. Cụ thể, trước khi Dương Kiên bày tỏ lời vĩnh biệt với các quan văn võ, ông đã gọi Hà Trù đến và giao phó việc hậu sự cho chính Hà Trù. Sau cuộc gặp với Hà Trù, Dương Kiên đã triệu tập Dương Quảng và trong một hành động thân mật vuốt ve cổ của Dương Quảng và nhấn mạnh sự tỉ mỉ, cẩn trọng của Hà Trù trong công việc, đồng thời khuyến khích Dương Quảng nên thảo luận mọi vấn đề với Hà Trù. Quyết định này của Dương Kiên cho thấy sự tỉnh táo và bình tĩnh của ông ngay cả trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cũng như sự yêu thương và tin tưởng không hề suy giảm mà ông dành cho Dương Quảng. Dương Kiên giữ nguyên niềm tin và kỳ vọng vào người con trai mà ông đã lựa chọn làm thái tử, khẳng định rằng không có chuyện ông tức giận với Dương Quảng về việc trêu ghẹo ái thiếp và có ý định phế truất, dẫn đến việc Dương Quảng phải hành động trước để giành lấy ngôi báu. Thực tế, câu chuyện về việc Dương Quảng giết cha, xoán ngôi và cưỡng đoạt mẹ kế không phải là tác phẩm của những người biên soạn Tùy Thư, mà có nguồn gốc từ Đại Nghiệp Lược Ký, một tiểu thuyết giả sử ra đời ban đầu của thời Đường. Sự căm ghét dành cho Dương Quảng, người bị coi là bạo chúa vào thời cuối của Tùy, đầu thời kỳ nhà Đường, có thể đã thúc đẩy cho việc sáng tạo ra những câu chuyện này, phản ánh tâm lý thù địch đối với Dương Quảng. Các tác giả của Tùy Thư là những đại thần dưới triều Đường, không bỏ lỡ cơ hội để chỉ trích triều đại trước, thậm chí làm đậm thêm màu sắc tiêu cực của nó. Trong quá trình biên soạn lịch sử, các sử gia đời Đường đã để xuất hiện một số bất cập trong tài liệu của họ. Cụ thể, Đại Nghiệp Lược Ký, một giả sử mô tả rằng khi Cao Tổ Dương Kiên đang nằm bệnh nặng tại cung Nhân Thọ, Tùy Dạng Đế Dương Quảng đã ở đó để hầu hạ. Đáng chú ý, tại thời điểm đó, bên cạnh Dương Kiên có hai mỹ nhân họ Trần và họ Thái. Một hôm, khi Dương Kiên gọi một mỹ nhân họ Thái từ phòng bên cạnh mà lâu không thấy đáp ứng, khi cô xuất hiện, gương mặt bị xước và tóc rối bù, khiến Dương Kiên trở nên tức giận sau khi nghe cô khóc lóc trả lời rằng Thái tử đã vô lễ.
quá bức xúc, Dương Kiên thổ huyết và ngay lập tức triệu tập Liễu Thuật, Nguyên Nham để chuẩn bị chiếu chỉ phế Thái tử Dương Quảng. Dương Quảng sau đó đã ra lệnh đầu độc, giết chết Dương Kiên. Nhưng Đại Nghiệp Lược Ký nói rằng người bị Dương Quảng vô lễ là mỹ nhân họ Thái, không phải Trần Quý Nhân. Điều này khiến cho việc các sử gia đời Đường khi biên soạn tỳ thư nhầm lẫn giữa họ Thái và họ Trần trở nên khó hiểu. Một số giả thiết cho rằng sự thay đổi này có thể xuất phát từ ý định làm cho câu chuyện trở nên hợp lý hơn, khi cho rằng một mối quan hệ gần gũi trước đó giữa Dương Quảng và Trần Thị sẽ khiến người đọc dễ tin câu chuyện hơn so với một nhân vật ít quen thuộc như Thái Thị. Tuy nhiên, sự gia công này lại tạo nên nhiều mâu thuẫn và phi logic. Đặc biệt, theo sự ghi chép, từ việc giao phó chuyện hậu sự, vớt ve cổ Thái tử đến lời từ biệt các quan, mọi sự việc diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 cho thấy rằng không chỉ Dương Quảng mà cả Dương Kiên cũng ý thức được thời gian sống của mình không còn nhiều. Trên thực tế, Dương Kiên đã nhận định rằng ông chỉ còn sống được 3 ngày nữa. Điều này càng làm tăng thêm tính phi logic trong những sự sửa đổi của các sử gia đời Đường. Ở thời điểm quan trọng và nhạy cảm, khi Dương Kiên đang trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Dương Quảng đứng trước cơ hội chỉ cách ngai vàng một bước rất gần. Tuy nhiên, bước chuyển này mặc dù ngắn ngủi lại chứa đựng không ít rủi ro và thách thức. Lịch sử đã chứng kiến biết bao thái tử đánh mất cơ hội kế vị, thậm chí là mất mạng trong giai đoạn giao thời như thế này. Trong bối cảnh đó, một nhân vật như Dương Quảng, người vốn được biết đến với khả năng kiềm chế và nhẫn nại, không nghi ngờ gì phải hết sức thận trọng, thậm chí cảnh giác gấp bội. Để thể hiện thiện chí và tạo ấn tượng tốt với các đại thần tương lai, Dương Quảng đã không ngần ngại tự mình phục vụ, bưng trà, rót nước cho người cha đang nằm bệnh. Động thái này hoàn toàn phản ánh tính cách thực dụng và mưu mẹo của ông. Tuy nhiên, theo Tư Trị Thông Giám, Dương Quảng lại thực hiện một hành động rõ ràng là bất lợi cho mình, đó chính là trêu ghẹo ái thiếp của cha mình. Nếu điều này là sự thật, thì nó không chứng tỏ Dương Quảng là người háo sắc, mà chỉ cho thấy sự thiếu suy nghĩ. Chỉ vài ngày sau, toàn bộ thiên hạ sẽ thuộc về ông. Vậy nên không có lý do gì một người thông minh như Dương Quảng lại vì một khoảnh khắc bốc đồng mà đánh mất hơn 20 năm chuẩn bị kế vị ngai vàng. Dù cho Dương Quảng có tin rằng ông hoàn toàn kiểm soát được tình hình, việc trêu chọc ái thiếp của cha nếu bị phát giác chắc chắn sẽ tạo ra hậu quả tiêu cực cho bước tiến lên ngai vàng của ông. Do đó, tại thời điểm đó, Dương Quảng khó có thể thực hiện hành động như vậy, vì điều này trái với mọi logic thực tế. Không chỉ có sự việc không hợp lý trong cách hành xử của Dương Quảng, mà cả hành động của Trần Quý Nhân cũng chứa đựng mâu thuẫn. Tùy thư trong phần Hậu Phi Liệt Truyện ghi chép, Trần Thị được đưa vào hậu cung của nhà Tỳ khi độc cô hoàng hậu còn sống, và do tính ghen tuông của hoàng hậu, Dương Kiên hiếm khi nạp thêm phi tần. Sau cái chết của độc cô hoàng hậu, Trần Thị trở nên được sủng ái. Trong quá trình âm mưu giành ngôi báu của anh trai, Dương Quảng đã tặng Trần Thị và những món quà quý giá để nhận được sự ủng hộ từ cô. Vai trò của Trần Thị trong việc Dương Quảng được chọn làm thái tử có một phần công sức không nhỏ của cô. Dựa vào tài liệu lịch sử, có thể thấy ngay, từ khi còn giữ chức Tấn Vương, Dương Quảng đã nhận được sự giúp đỡ từ Trần Thị, người đã tận dụng tốt mối quan hệ sủng ái với Tùy Văn Đế để hỗ trợ Dương Quảng chiếm lấy vị trí thái tử. Vì vậy có thể khẳng định mối liên kết giữa Dương Quảng và Trần Thị không đơn thuần, nếu không phải là tình nhân thì ít nhất cũng là đồng minh chính trị. Ngay từ trước khi Dương Quảng trở thành thái tử, cả hai đã có những lợi ích gắn kết với nhau. Điều này làm dấy lên câu hỏi,
tại sao Dương Quảng lại chờ đến một thời điểm nhạy cảm như vậy mới vô lễ. Nếu sứ giả Dương Quảng vì quá hứng khởi mà mất kiểm soát, thì tại sao Trần Thị, người đã âm thầm hỗ trợ Dương Quảng trong việc loại bỏ anh trai để chiếm lấy ngôi thái tử, lại còn từ chối sự quan tâm của Dương Quảng ngay khi quyền lực sắp rơi vào tay anh? Điều này có vẻ mâu thuẫn với việc từ chối sự giàu có và danh vọng trong phần đời còn lại của mình. Hơn nữa, nếu Trần Thị thực sự muốn bảo vệ danh dự của mình trước Tùy Văn Đế, việc cô tiết lộ sự vô lễ của Dương Quảng cho Dương Kiên là điều không hợp lý. Bởi lẽ, nếu Dương Quảng bị trừng phạt, không có gì đảm bảo anh không tiết lộ mối quan hệ của họ từ trước. Với tư duy sắc bén, Trần Thị chắc chắn không gây ra một sai lầm nghiêm trọng như vậy. Từ những phân tích trên, có thể khẳng định rằng câu chuyện về việc Tùy Dạng Đế Dương Quảng giết cha, xoán ngôi và sau đó là cưỡng đoạt mẹ kế là không có cơ sở thực tế. Tuy nhiên, câu chuyện này đã được truyền khẩu rộng rãi, khiến Dương Quảng trong tâm trí người đời sau trở thành hình ảnh của một vị bạo chúa ác độc. Dù vậy, vào năm 604, Dương Quảng không hề hay biết về những huyền thoại sau này. Vào ngày 23 tháng 7 năm đó, sau 20 năm cố gắng không ngừng, Dương Quảng cuối cùng đã đạt được mơ ước trở thành hoàng đế nhà Tùy. Ông cũng là hoàng đế cuối cùng của triều đại này. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe câu chuyện. Hãy để lại các bình luận, chia sẻ video để cùng nêu những nhận xét và cảm nghĩ. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để đồng hành với chúng tôi ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!